đang đi về con gọi quay lại chi nữa. Không, tôi bị cái này mà ông tôi biết ông có cách hay nè. Cái gì? Ông biết cái kiểu mà mình ăn vô nó bị rát mấy cái môi không? Tại bị lỡ miệng rồi. Đúng rồi, nó ngắm thấy anh nắng người lắm, ừ. Lại mắt mở không lên, bắt đầu cái nó dợp dợp mấy cái môi trong nè. Bị lỡ miệng, lỡ miệng khó chịu. Với cái môi dưới chân này nè, đó, ừ. nó nè ông thấy không? Ừ. Đó. Okay, đó. Xong đi mua thuốc mà đồ uống đi. Thuốc sức thì uống ông biết thuốc tây rồi. Ừ. Thuốc tây càng uống càng nóng chứ nó có ấy đâu. Với lại cái bao tử tôi nó cũng không có chuộng thuốc tây lắm rồi. Với lại bây giờ mấy ngày nay đám tiệc quá ăn nhậu riết nó nóng trong người á. Không có cách nào mà chỉ cho nó gọi là cái bài thuốc vị thuốc nam á. Ừ. Với lại không tốn tiền á. Không lại không chỉ là không tốn tiền thôi đúng không? Không phải là mình chỉ gọi là mình chỉ cho nó nhanh lại. À, rồi nhanh lên. À, tầm 2 ngày được không? 2 ngày nha. Bụng nó đau hay dữ rồi. 2 ngày hoặc 3 ngày được không? Ờ được hả? 2 ngày 3 ngày cứ gọi là nhanh không? Nếu mà gọi là nhanh thì em chỉ. Không, 2 3 ngày là chậm á. Chậm mà thôi em chỉ là chi nữa, nó chậm mà. Dễ thôi, dễ. Nên 2 3 ngày là nó gọi là nhanh không? À, đi. Okay. Ông ngủ ổng mệt ghê, chỉ đi. Đang để ăn uống khó khăn. Ok, đi ra em chỉ cái này nè. Nó thơm nó phải. Kì đi. Hướng dẫn cho các bạn mà một loại rau mà giúp cho các bạn mà giải nhiệt miệng rất là hay. Đó chính là rau sam. Đây là cây rau này đây. Chính nhà anh có luôn á. Rau sam này hả? Ờ đây là cây rau sam này bạn. Ủa cái rau sam này mình tôi hay nấu vô ôn tôi nhiều bữa nào mà thiếu à? Không có đồ ăn tôi bức gì tôi luộc ăn cơm mà. Xong bước này đi, bước này làm gì? Hả? Bước này vô luộc nè. Cái này là rau thơm ăn sống thôi. Rồi, rau sam nè. Đây là rau sam nè. Chị được hả? Chị được, rau sam là chuyên trị nhiệt miệng. Ủa hay dữ trời. Đa số ngày xưa có con em nhà em á, nó bị nhiệt miệng, nó nóng người là nó hay bước cái này vô nó uống trong vòng 3 ngày. Wow. Ăn cái uống gì sao uống? Uống, vô đây em chỉ cho. Em quay cận cảnh cho mọi người thấy, đây là cái rau sam nha. Rau sam chắc ai cũng biết mà. Có nhiều người không biết cho nên em mới quay cận cảnh nè. Rồi ok, mang vô. Ý là cái cách làm bớt nhiệt miệng và lỡ loét miệng trong vòng 3 ngày nha. Hay dữ ta. Đây là cây rau sam mà cái này cây hơi già nha. Em nói thôi nha. À. Anh kiếm ngoài vườn á, anh lấy những cái ngọn non á, anh bứt vô. Làm gì? Anh vô anh luộc. Luộc hoặc là nấu canh. À. Ừ. Nhưng mà này có vị hơi chua chua đấy. Đúng mà cái này hơi chua nhưng mà cái chua này không có hại cho bao tử đâu, chua này là cái chua khác. À. Ừ, anh đừng có suy nghĩ là chua vô là hại bao tử, lỡ đâu bao tử uống vô chua là không được. Nhưng mà chua này là chua khác chứ không phải là chua kia đâu, đừng lo. Ủa vậy là mình đem vô cái mình luộc, mình nấu như mình luộc hoặc nấu canh đúng không? Ăn như rau bình thường vậy đó. Thì mình ăn 2 ngày là nó hết liền hả? Ăn 2 hoặc 3 ngày. Đủ mà hay với trời. Ừ, nó sẽ vì nó tính mát, nó hạ được cái nhiệt mô anh, nó ăn sẽ hiệu quả. Tại vì cái con em nó hay làm. Nhà tôi có đầy mà sao tôi không biết ta. Cho nó, điều thuốc nam. Lại nhà vườn ta thường nói một câu mà nhà vườn có mà không có khi nào đụng. Đúng rồi. Thật sự luôn. Đó, đây là cách anh nhớ kỹ chưa? Anh mứt cái lá non thôi. Lấy lá non. Ừ. Luộc hoặc nấu canh. Ừ. Ăn trong vòng ngày hoặc 3 ngày, từ 2 đến 3 ngày. Ừ. Là hết. Ừ. Ok không? Tôi nhớ đi. Nói chung cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn. Hay. Bắt ngược tay. Được kể nó. Ok sao rồi. Đây là cách đây là mà cách mà tôi hay làm, tôi chỉ làm với bạn cái bí quyết á, tôi chỉ hay bạn cách nhiệt miệng á. Đây ông rất là hiểu quá. Hỏi cho tôi luôn. Ừ. những ai có bị thì cũng bứt cái cây này. Ừ. về đó mọi người thấy kỹ nha. Nếu thấy cái này nó hợp lý với bạn thì nhớ đăng ký bật chuông nha. Tôi sẽ mang đến bạn cái mèo hay nhất.